Trăng rằm tháng 8 bao la, trung thu khúc hát thiết tha yêu đời. Tuổi thơ đẹp đẽ sáng ngời, nâng niu rạng rỡ nụ cười trẻ thơ. Chúc quý vị khán thính giả của ba kênh Truyện Ma Tắt Đèn, Tiểu Thuyết Lam Phương và Đốm Radio có một đêm trung thu ngắm trăng bên gia đình, người thân, bạn bè thật vui vẻ. Nếu yêu mến kênh, quý vị hãy nhấn đăng ký kênh, nhấn like và chia sẻ video này tới rộng rãi quý bà con cùng nghe truyện nhé. Cô dâu 16, tác giả Việt Nga, tập 2. Chỉ đợi cho cậu cả đi thì bà Chánh bắt đầu lập lại trật tự của riêng mình. Bà vẫy con Hường lại nhỏ to với nó mấy câu. Không biết bà nói cái gì mà mặt của nó hí hửng lắm. Nó nhảy chân sáo tí ta tí tửng đi ra ngoài. Còn lại một mình bà Chánh với vẻ mặt thâm trầm khó đoán. Bà đảo đôi mắt lá răm nhìn về phía phòng mợ rồi sợ bước đi lên nhà trên. Cậu Tùng, con cả của ông Lý Trưởng Hạo, là em họ cậu Xuân, cũng coi như con cháu trong nhà, được ông nội giao nhiệm vụ dạy học cho mợ nhài thì lấy làm vui lắm. Không ai biết cậu đã có tình cảm với nhài từ lâu. Ngay từ lúc còn nhỏ, cậu và cậu cả Xuân đã chơi thân thiết với nhài. Nhớ cái ngày đó, hai cậu cứ dành nhau làm chú rể để cho nhài làm cô dâu. Mới vậy mà nhài đã đi lấy chồng, trở thành vợ cậu cả Xuân là chị dâu của cậu Tùng. Cuối cùng, cậu Tùng đành dùi sâu chôn chặt mối tình căm trong lòng và yên phận với vai trò của mình. Cậu biết cậu Xuân là người tốt tính, là yêu nhài thật lòng, nên trong bụng cậu cũng mừng thầm và chúc phúc cho cô. Vừa mới bước chân vào nhà lớn, cậu Tùng đụng mặt bà Chánh Bưởi. Cũng phải nói thêm, tên húy của bà là Bưởi, nhưng khi về làm vợ ông Chánh Tường thì người ta cũng quên luôn cái tên cúng cơm của bà mà gọi bà là bà Chánh Tường thôi. Mỉm cười chào bác dâu, Tùng hỏi. Dạ con chào bác, hôm nay con đến dạy học cho chị cả. Ông nội có ở trong phòng không bác, để con vào vấn an ông? Bà Chánh nở nụ cười nửa miệng rồi gật đầu. Ông nội ở trong phòng đó, con cũng lớn rồi ha, lấy vợ được rồi đó. Vậy có đám nào chưa để bác làm mối cho? Tùng đỏ mặt tía tai khi nghe bác dâu hỏi chuyện tình duyên thì gãi đầu gãi tai. Dạ con chưa bác ơi, đợi khi nào tìm được cô gái nào ngoan hiền nết na con mới tính. Vậy con vào với ông nội đi, bác đi giao việc cho mấy đứa gia nhân chút. Cậu Tùng cúi đầu bước đi, đâu biết rằng đằng sau bà Chánh liếc theo mình một ánh mắt té lửa. Vừa mới bước vào phòng của nội, cậu đã nghe thấy cụ Hợi nói giọng ra. Tùng đó hả con? Vô đây nội nấu cái này nè. Dạ con tới nghe theo lời của ông đây. Ừ được. Ông nói trước ngàn, con dạy học cho con nhài thì phải kiên nhẫn chứ không được nóng vội. Vì con bé trước nay chưa từng học hành cái gì, một chữ bé đôi cũng không biết. Nhưng ông thấy nó là một đứa thông minh, nếu được dạy dỗ cẩn thận thì chắc sẽ nên người. Tất cả đều trông cậy vào con. Từ nay trở đi, một ngày hai buổi con đến đây dạy học cho chị dâu ngang.
Sách vở đã được anh chuẩn bị sẵn ở trên nhà từ đường rồi. Con chỉ việc dạy thôi. Hàng tháng ông sẽ trả lương cho con đó. Dạ, dạ thôi ông ơi. Chị Nhài là vợ của anh Xuân, cũng là chị dâu của con, đều là người một nhà. Con làm sao mà dám ngửa tay ra nhận tiền của ông? Con không dám đâu ông ạ. Không có được. Đây không phải là việc một sớm một chiều, mà nó còn kéo dài mấy năm đó. Để có được cái bằng tú tài, con còn học tới mười mấy năm mà. Ông chỉ cần con dùng kiến thức đó dạy cho chị dâu của con 5 năm thôi cũng tốt. Là dâu con nhà này, ít nhiều đều phải biết tính toán, không có thể thất học được. Ông đã nói vậy, thì cậu Tùng chỉ biết nín thinh chứ cãi làm sao. Vậy là buổi học đầu tiên, với vai trò làm gia sư, cậu Tùng bắt đầu. Nhìn mợ đánh vật với từng chữ, từng số, người đẫm mồ hôi mà vẫn không có nản lòng. Cậu ngưỡng mộ lắm. Cũng may Nhài sáng dạ nên chỉ trong buổi sáng mợ đã viết được một số chữ cái mà cậu viết ra rồi. Tuy không có được đẹp, nhưng như vậy đã là lẹ lắm. Giữa buổi, con Hường nó đem nước mát lên cho hai người uống. Nhìn cậu Tùng ân cần chỉ dạy cho mợ Nhài mà nó tức muốn ói máu. Sao cũng là con hầu mà nó thì một bước lên bà chủ. Con mình vẫn cứ muôn đời giữ kiếp con hầu, con sen là sao? Đã vậy, cái gì tốt nó cũng dành hết trơn. Lấy được cậu cả làm chồng, bây giờ được cậu Tùng dạy học nữa. Nhìn muốn ói máu à. Chỉ muốn giả cho con mặt dày nó một cái sái hoài hàm thôi. Xong, nghĩ là vậy, nhưng vẻ mặt của nó vẫn tươi hớn hở, đưa một ly nước chanh cho cậu Tùng và mợ Nhài. Miệng con Hường nó lanh chanh. Dạ, em mời mợ với cậu uống nước. Cậu Tùng cực khổ quá à. Nghỉ tay một chút đi cậu. Nước này đích thân em pha đó. Cậu uống thử đi. Mát và ngọt tới xương luôn đó. Còn bà nó chứ. Cái miệng cái mồm con này nó đúng là có sừng có mỏ mà. Nói xong nó lại liếc xéo mợ Nhài một cái rồi buông một câu. Cứ như mợ Nhài mới sướng nè. Vừa được làm dâu nhà quan là có chồng đẹp danh giá. Đã vậy, ngày nào cũng được cậu Tùng dạy học nữa. Ai mà không ha mợ ha. Số mợ đúng là thơm thiệt đó. Chắc hồi đó mợ tu chính kiếp mới lấy được cậu cả Xuân đó. Mợ có biết chiêu nào hay chỉ cho con với. Con muốn được làm dâu hào môn như mợ đó. Cậu Tùng biết ngay là cái con này nó muốn xỏ xiên chị dâu, liền quát mắt. Nè Hương, mày chỉ là phận con ở, sao lại ăn nói ngang hông với chủ như vậy? Mày nói như vậy có ý gì? Có tin tao mét ông nội một câu là mày một đi không có trở lại không? Con Hường tái mặt, nó càng tức điên lên. Chưa kịp vui vì xỏ xiên được mợ thì lại bị cậu Tùng dội cho một gáo nước lạnh vô người. Còn dọa đuổi nó ra khỏi nhà nữa chứ, cay lắm. Nó hậm hực. Dạ, em nào dám đâu cậu. Em nói xui thì cậu lại hiểu ngược tội cho em quá mà. Lúc này Nhài mới nhàn nhạt nói. Không cần phải như vậy đâu Hường à. Mợ có làm sao cũng không có mượn em quan tâm. Nếu em tốt, em ngoan thì không cần ai mai mối sẽ tự khắc có người tìm tới à. Còn tâm địa hẹp hòi, luôn muốn hạ bệ người khác để ngoi lên thì xoàn lắm. Loại đó ngoài đường đầy. Mợ chỉ nói vậy thôi. Em thông minh thì tự hiểu nghe. Con Hường nó tức đến nghẹn cổ. Nó hậm hực bỏ ra ngoài, không quên ngút Nhài một cái. Miệng lẩm bẩm. Mày được lắm Nhài à. Để tao coi mày lớn miệng to mồm được mãi hay không. Tao đang chờ mày đó. Coi cái ngày mày khóc được hay không nè. Mày khóc hay mà cười cũng không có xong đâu. Chưa biết mèo nào cắn cái mũi nào đâu con à. 30 chưa phải là Tết nghe. Nó đi một mạch lên nhà lớn. Nhìn trước ngó sau liền chạy tọt vào phòng của bà Chánh. Bà ơi, con thấy bà liệu việc như thần luôn đó. Cái kiểu gì cá cũng cắn câu bà. Bà Chánh nhếch mép cười nói với con Hường. Mày cứ bám sát tụi nó cho bà đi. Rình mãi cái kiểu gì cũng bắt được vào con chuột à. Bà không tin người như bà mà lại thua một đứa nhãi ranh như nó. Một kế hoạch thâm sâu được ủ ra nhắm vào ai thì chỉ có trời mới biết. E là giông gió sắp ập xuống gia đình này. Tuần đầu trôi qua nhẹ nhàng không có gì xảy ra. Cuối tuần cậu Xuân về, cậu mợ lại ríu rít bên nhau như đôi chim câu. Cậu yêu mợ quá, nhưng chính cái sự yêu vợ của cậu làm cho bà Chánh xốn con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái.
bà không ngờ cái con hầu dơ bẩn kia lại có lắm chiêu trò để mê hoặc cậu thế như vậy, làm cho cậu quên luôn cả bà. Trước đây, bà chưa có mợ, bà là số một, là người nắm quyền sinh quyền sát, tề gia nội trợ. Vậy mà bây giờ, xem ra có vẻ như mọi trật tự đã bị xáo trộn bởi cái con nặc nô này rồi. Cậu cả Xuân làm thông ngôn đi hầu quan Tây nên cũng được nhiều cô nương ở trong giới quý tộc biết tới. Cậu lại là người văn hay chữ tốt, cao ráo khôi ngô, gương mặt đẹp như Phan An, Tống Ngọc, khiến các tiểu thư đài cát yêu thầm nhớ trộm. Nhà quan phủ họ Hà có một cô con gái tuổi vừa đôi chín, kém cậu Xuân đúng một tuổi. Vì là con quan nên từ bé cô đã được chiều chuộng, không phải làm cái gì, suốt ngày chỉ lo trưng diện và làm đẹp. Quan phủ cũng cho mời thầy về dạy chữ cho cô, nhưng cô học tay nọ thì sang tay kia, cầm kỳ thi họa cũng đã thử qua, xong không có cái gì ra cái gì, cuối cùng tất cả lại bỏ xó. Nhìn cô thì cũng đẹp đó, da trắng má hồng, môi thì lúc nào cũng tô son đỏ chót. Ai tới nhà quan cũng khen cô xinh cô đẹp, mà thực ra cái lời khen đó chỉ đúng có một phần, họ khen để lấy lòng cha cô là chính thôi. Có một vài đám lên tiếng xin cô cho con trai của họ, xong cô đều từ chối, vì những chàng trai đó không có xứng với cô. Người thì cô cho là trưởng giả học làm sang, người thì cô nói nhìn cái tướng bần hàn vũ phu, kẻ thì cô lại lắc đầu chê chỉ giỏi nói phét. Rồi người đâu mà răng đi trước, chân lội nước theo sau. Thôi thì đủ thói hư tật xấu của họ được cô moi ra bằng hết, cốt là để có cớ để mà từ chối. Ép hoài không được, cuối cùng quan phủ họ Hà kia cũng đành phải chịu thua cô con gái cứng đầu. Vậy mà cô lại yêu chết mê chết mệt một người. Người đó cũng không phải quan lại hay công tử lắm tiền nhiều của ở thủ đô, mà chỉ là một anh chàng nhà quê chính hiệu. Một tên mà người ta nói nôm na cho dễ hiểu là chuyên điếu đóm cho quan Tây. Nghề của anh chính là bán nước miếng, khua môi múa mép lấy tiền theo cách gọi của mấy vị quan nhà nước. Bao nhiêu lần cô tiểu thư tên Hải Yến cố tình tiếp cận, dè dặt anh thông ngôn, nhưng xem ra không có ăn thua. Nghĩ hoài mà không có tìm ra cách gì, lại nghe tin anh đã lấy vợ. Cực chẳng đã, xong cô nàng không có cam tâm, trong đầu vẫn nung nấu ử mưu để đưa anh vào chồng. Hải Yến không giỏi cầm kỳ thi họa, nhưng lại thân với mấy cô nàng ca kỹ, vì mấy cô ả này rất được lòng các ngài quan Tây. Mới đầu, tiểu thư Hải Yến nhà ta cũng mơ mộng được làm vợ mấy anh quan tóc vàng, mắt xanh, mũi lõ. Xong, đám quan ba, quan tư, có mấy ai trẻ đâu, hầu như họ đều ngang tuổi cha cô và sang đây để đô hộ bóc lột dân nghèo là chính. Bên đất quê của họ đã yên bề gia thất cả rồi, nên cô chỉ biết ước ao thèm muốn. Xem ra mộng leo cành cao lúc nào cũng nung nấu trong lòng. Và vận may đã tới. Ngày quan năm, người Pháp dạo đó có đứa con trai sang Việt Nam chơi. Cậu trai này tên là Henry, 23 tuổi. Nhìn cái tướng tá cao lớn lại trắng trẻo thơm tho, chứ không có như mấy chàng thanh niên ở nước cô. Mặc quần ống thấp ống cao, toàn là đi chân đất. Dạo đó, quan phủ mở tiệc thết đại các quan lớn để lấy lòng. Ngài quan năm cũng cho cậu con trai đi theo. Vậy là cô Hải Yến có cơ hội tiếp cận người trong mộng. Một chàng trai châu Âu lại được sinh ra ở một nước có nền văn minh gấp mấy chục lần Việt Nam, thì mọi thứ được chàng ta nắm bắt nhanh lắm, kể cả tâm lý phụ nữ. Henry nhanh chóng nhận ra cô tiểu thư lá ngọc cành vàng nhà lão quan phủ ngu dốt này thích mình. Tức thì anh chàng bắt tín hiệu ngay. Không bao lâu mà anh ả đã dính lấy nhau như đôi sam, rồi thì đó, tới luôn. Trong một lần đi chơi với Henry cùng với hội bạn ca kỹ của mình, Hải Yến đã ngã vào lòng anh chàng Tây sành điệu trong một nhà trọ chuyên dành cho mấy ả me đầm me Tây chốn thị thành. Henry tuy không có rành tiếng Việt, nhưng kỹ nghệ chiều gái thì hắn có thừa, cộng với những món quà mà chỉ anh ta mới có, khiến cho Hải Yến càng chết mê chết mệt. Có một điều Hải Yến không có lường hết được là Henry chỉ coi cô ta như một thứ đồ chơi, thích thì đùa chơi, chán thì ném bỏ.
Và cuộc tình không có hồi kết đó bị chấm dứt một cách nhanh chóng chỉ sau 3 tháng anh ta ở Việt Nam thôi. Kết quả là một cái bào thai không mong muốn đã nằm gọn trong bụng cô ả người An Nam. Lúc này thì kẻ Sở Khanh mới quất ngựa truy phong một đi không trở lại, báo hại Hà Yến thẫn thờ trong ngóng và lo sợ khi biết cái thứ nghiệt chủng kia là một cái bào thai vô thừa nhận. Cô không thể để con mình sinh ra không có cha, cũng không thể để bản thân bị mang tiếng là không chồng mà chữa. Vậy thì phải tức tốc tìm cha cho con thôi. Và một cái bẫy được cô nàng tiểu thư đổng đảnh giăng ra nhắm vào chàng thông ngôn trẻ. Hải Yến có thai được 2 tháng, nhưng được cái cô ta không có ngán ngẩm gì cả. Người ngợm nhìn vào vẫn ngon lành lắm. Xong, ả nghĩ bụng, nếu không có nhanh chóng tóm được con mồi, thì cái bụng sớm muộn cũng lộ ra. Học hành không có giỏi giang, nhưng mưu mô thì ả ta có thừa. Đợi lúc cha đang vui vẻ, ả đến bên bóp vai cho cha rồi nũng nịu. Cha à, mọi lần cha nói muốn con lấy chồng lắm phải không? Bây giờ con tìm được mối rồi, cha có tác thành cho con không? Quan phủ họ Hà thấy con gái nói vậy thì mừng húm liền ngẩng lên hỏi con. Con nói đi, con đã nhắm được cái mối nào hả? Nói coi để cho cha còn biết đường tính chuyện trăm năm cho con nữa. Con thích cậu Xuân thông ngôn cho ngài quan ba đó cha. Cha làm cách nào cho con tiếp cận cậu ấy đi. Con chỉ ưng mỗi người đó thôi. Quan phủ Hà tròn mắt. Sao con thích ai không thích lại đi thích cái thằng đã có vợ? Nó cưới vợ ở quê rồi đó. Cha muốn con lấy ai cũng phải làm chính thức, chứ không có thể cúi đầu làm lẽ được. Bộ con muốn làm vợ hai của nó hả? Cô nàng ngúng nguẩy. Không, cha muốn làm sao thì làm. Nhưng mà con vẫn thích làm vợ của cậu Xuân. Chỉ cần gia đình cậu ta đồng ý thì chuyện xoán ngôi đổi chủ dễ như trở bàn tay thôi mà. Thời gian thấm thoát như thoi đưa. Mới đây mà cậu Tùng đã sang dạy học cho mợ nhài được 2 tuần. Mọi việc nhẹ nhàng trôi qua, mợ nhài tiếp thu bài rất tốt. Nhưng đến tuần thứ 3 thì có chuyện xảy ra. Số là buổi sáng đó mợ nhài đang học cùng với cậu Tùng thì tự nhiên thấy say sẩm mặt mày rồi xỉu tại chỗ luôn. Cậu Tùng hoảng quá hô quá người làm, nhưng mọi người đều đã ra đồng hết, chỉ thấy con Hường và con Tho nó chạy vào. Cậu liền thúc giục: mợ cả bị trúng gió, tụi mày vừa mợ vào trong phòng nghỉ, mau lên. Hai con hầu nghe lời liền ghé vào dìu mợ nhài về phòng. Nhưng hai đứa này không được cái tích sự gì, cứ bị bạch mãi không có khiêng được mợ về, mà mợ có nặng lắm đâu. Thân thể mảnh mai xinh xắn, chứ có béo trục béo trọn đâu mà kêu nặng nề khó khiêng. Thấy hai con hầu cứ lúng ta lúng túng, cậu Tùng sốt ruột gạt tay con Hường ra. Tụi mày là người hầu mà có mấy việc nhỏ như vậy mà làm cũng không có xong. Thôi, tránh ra, dẫn tao tới phòng mợ cả. Nói xong, cậu đỡ lấy mợ xốc lên vai. Cậu đi theo hai con ở, vừa đỡ mợ xuống giường. Cậu ái ngại, nhìn vào khuôn mặt đang tái nhợt của mợ, hối con Thoa. Mày đi lấy dầu, xoa bóp đầu và xoa người cho mợ đi. Đây chắc là trúng gió thôi mà, xoa bóp một lát là tỉnh thôi. Nói xong, để tránh tiếng, cậu đi ra ngoài. Mở cửa mau! Có tiếng của bà Chánh hét, đồng thời cánh cửa phòng của mợ cả mở tung. Mợ trúng gió từ sáng, có biết cái gì đâu mà đóng với mợ. Nghe tiếng bà cả quát lên mới từ từ mở mắt ra, cảm thấy một cơn đau nhức kéo đến khiến cho mắt mợ nhòe đi. Tay đưa lên bóp trán, nhất thời chưa định hình được việc gì đã xảy ra thì đã thấy mấy thằng ở con sen cùng bà cả đã án ngữ trước mặt. Miệng bà tru tréo: con nặc nô kia, mày nhìn coi đây là đâu, mày là cái giống gì chứ? Bà biết ngay mà, cái loại gái hầu như mày đã không biết thân biết phận, dám quyến rũ cậu cả để được làm dâu con nhà này. Vậy mà chồng vừa mới đi xa 2 tuần đã dám đưa trai về nhà ngủ. Con bà mày, lần này thì chết với bà nghe không? Dậy, dậy ngay cho bà. Quan lắm hay sao mà còn nằm dương con mắt ít lên vậy, hả? Mợ nhài bấy giờ mới thất kinh, nhận ra trên người mình đã không còn một mảnh vải. Còn ai đang nằm cạnh mợ nữa đây? Thế này là như thế nào? Kẻ nào đã hãm hại khiến mợ mất hết danh dự như vậy? Cầm dội cái mớ quần áo mặc lên người, nhưng bà Chánh đã lao tới, giật ngay lấy cái mớ quần áo trên tay mợ rồi tru tréo: thằng hám đâu? Lên mời cũ xuống đây cho bà.
mày định lấp liếm cả vú miệng em hả? Đâu có dễ vậy đâu. Lần này, bà sẽ lôi cổ đôi gian phu dâm phụ tụi mày ra đình. Còn mày, bà sẽ cạo đầu bôi vôi đóng bè trôi sông nghe không? Trời ơi là trời, đẹp mặt quá mà. Mợ nhài đang run như cầy sấy, lắp bắp thanh minh. Nhưng ai tin mợ đây? Sự việc bày ra trước mắt như tố cáo mợ là thủ phạm rước trai về nhà. Nhưng chứng vật chứng ở đây thì mợ cãi làm sao được chứ? Tất cả đều chống lại mợ. Còn người đàn ông kia như thể vẫn đang ngủ say lắm và không hề biết dòng gió lôi đình đang phủ xuống đầu mình. Cái mền mỏng vẫn đang phủ lên người. Người đó lại nằm xoay lưng ra ngoài, chưa biết là ai. Đúng lúc đó, có tiếng lộc cộc vang lên ngoài cửa, là tiếng guốc gỗ của cụ Hợi. Lúc này thì bà Chánh lại bắt đầu lo lo cái miệng lên. Tụi bay, lôi cổ cái thằng mặt dày kia dậy cho bà, để xem nó là cái thằng nào mà dám ngang nhiên qua mặt cái nhà này, hả? Ban ngày ban mặt mà dám hủ quá với mợ cả, thì đúng là to gan lớn mật mà. Cụ Hợi hắn giọng lên tiếng. Cái gì? Cái gì mà ầm cả lên vậy, hả? Lùi xuống hết coi. Giống như hổ mọc thêm cánh, bà Chánh kéo tay cha chồng, miệng thì lanh chanh kể. Thưa cha, hôm nay cha phải làm chủ cái việc này cho con nghe. Cái con đĩ ngựa kia nó lợi dụng chồng đi vắng đưa trai về nhà ngủ giữa thanh thiên bạch nhật đây nè, cha ơi. Cái gì? Chị nói cái gì? Dạ, con nói không có bằng cha trực tiếp nhìn đâu. Dạ thưa cha, là nó, chính là cái con mặt sứa gan liêm này nè. Nó đó cha. Còn cái thằng kia nữa, mấy thằng kia còn đứng đó đực ra làm gì hả? Lôi cổ nó dậy cho bà. Mấy thằng ở nghe lệnh lao đến bên giường, một thằng tóm lấy cái chăn kéo mạnh ra. Trời ơi cha mẹ ơi, một thân thể đàn ông lõa lồ hiện ra. Khi người này bị lôi dậy thì tất cả đều bàng hoàng thảng thốt. Mấy con hầu không còn dám nhìn, đưa tay lên che mắt. Đứa thì bụm miệng lại để không bật ra tiếng kêu than. Là cậu Tùng. Chính xác là cậu Tùng chứ còn ai vô đây nữa. Nhưng tại sao cậu lại vào đây, lại còn dám trai trên gái dưới với chị Châu của mình nữa? Là cậu chứ không phải ai khác. Cậu Tùng vẫn chưa có tỉnh hẳn. Người cậu lừ đừ như kẻ cảm mạo từ lâu. Bên cạnh mợ cả nhài cũng đang giữ lấy một bên chăn quấn tạm vào người. Nước mắt tuôn như mưa. Mợ đưa ánh mắt hốt hoảng lên cầu cứu ông nội. Nhưng giờ này, mọi khẩn cầu của mợ đều vô giá trị. Trái với sự tưởng tượng của mọi người, ai cũng nghĩ cụ Hợi sẽ tức giận và nổi trận lôi đình mà làm ầm lên ngay. Xong, cụ chỉ đi đến giả vào má cậu hai cái cho tỉnh rồi lạnh lùng nói. Hai đứa mặc quần áo vào rồi lên từ đường cho tôi. Còn đám người kia, mau giải tán. Ở đây không có chuyện gì của mấy người đâu. Chuyện nhà này đã có ta giải quyết. Cấm được truyền tin này ra ngoài khi ta chưa có điều tra rõ. Đứa nào để lộ thông tin ra thì cắt lưỡi đó nghe chưa? Cả bọn run rẩy đồng thanh đáp. Dạ thưa cụ, tụi con không có dám. Rồi trật tự lui ra hết. Cụ Hợi cũng chống ba toan đi ra. Bà Chánh nối gót theo sau. Tự dưng cấm khẩu trước cái quy của cụ không nói được câu nào. Cụ Chánh quay lại bắn ánh mắt như muôn vàng mũi kim đâm vào da thịt bà con dâu. Khiến cho bà Chánh không rét mà run, miệng lẩm bẩm nói không có ra hơi. Dạ chuyện này con cũng mới phát hiện ra, xin cha đừng có trách con. Lớn mật quá ha, làm mẹ như bà mà để sự việc này xảy ra, tôi chờ một câu giải thích của bà. Chưa gì đã nhỏ xói to, oan oan như vậy để thanh la dớ làng, bà muốn cả cái làng cái tổng này ỉa vào mặt nhà Chánh tổng hả? Như vậy bà mới vừa lòng hay sao? Dạ con nào dám, xin cha. Cho gọi Chánh tổng về đây đi, nói nhà có việc, đích thân bà đi gọi ông về, cẩn thận cái miệng của bà đó. Nói xong, cụ xăm xăm bước lên nhà lớn. Gian từ đường rộng rãi uy nghiêm như thể toát ra từ khí chất của cụ. Cụ Hợi năm nay ngoài 60, nhưng là cha của quan Chánh tổng, nên cả làng cả tổng này đều gọi cụ một tiếng để tỏ lòng thành kính. Khi tất cả đã đủ mặt, bao gồm vợ chồng quan Chánh tổng, mợ nhài và cậu Tùng, cụ Hợi truyền lệnh nội bất xuất, ngoại bất nhập và đóng cửa phòng từ đường. Bản thân cụ ngồi trên cái ghế bành kê giữa phòng cất tiếng, bắt đầu cho cái màn luận tội phạm nhân.
Thứ nhất, tôi hỏi mợ cả, sáng nay mợ làm cái gì? Hãy kể lại đầu đuôi sự việc, một câu cũng không được giấu ra. Nói mau! Mợ cả nhài khóc thúc thích quỳ xuống lạy cụ Hợi và quay sang phía cha mẹ chồng lại thêm hai cái nữa rồi mới nói. Thưa ông nội, thưa cha mẹ, con xin thề những lời con nói ra sau đây hoàn toàn là sự thật, nửa lời cũng không có dám nói sai. Sáng nay con dẫn lên nhà từ đường học như mọi hôm, đến nửa buổi tự dưng thấy đầu óc choáng váng, một lát sau con không có còn biết gì nữa, cho đến khi nghe tiếng mẹ đập cửa thì con cũng không có hiểu vì sao mình được đưa về được phòng và tại sao cậu Tùng lại có mặt ở trong đó. Con cũng không có biết cái gì hết. Mong ông nội minh xét cho con. Bà Chánh chép miệng mỉa mai. Vậy mới biết, đã là giống đĩ thì mới mở mắt ra cũng là đĩ rồi. Làm cái gì có chuyện người ta tự nhiên bò vào giường mình. Chị nói như vậy, chó nó cũng không có nghe được. Cầm miệng! Bà Chánh đang nói thì giật thót mình. Lại là cụ Hợi, cụ cầm lấy cái ba toan giơ lên chỉ thẳng vào mặt con dâu quát lớn. Cô có im đi được không? Nhà này dột nóc hay sao mà cô nhảy vào miệng của người khác ngang xương vậy? Tôi nói trước, khi tôi đã ngồi trên cái ghế này rồi, thì đừng có kẻ nào mà qua mặt tôi, nghe chưa? Đừng có mà mở miệng ra nói khi chưa được phép, nghe chưa? Đoạn cụ lại chỉ cái ba toan về phía cậu Tùng. Bây giờ tới lượt cậu, cậu nói cho tôi biết đi. Vì sao cậu lại có mặt ở trong phòng riêng của chị dâu? Cậu Tùng lúc này đã lấy lại cái vẻ bình tĩnh vốn có thường ngày và hình dung ra mọi việc. Cậu khoanh tay thưa ông nội. Dạ thưa nội, con hoàn toàn không có biết sự việc gì xảy ra. Khi con đang dạy học cho chị cả, thì phát hiện chị bị trúng gió và xỉu. Lúc đó con đã kêu con Hường và con Thoa dìu chị cả về. Nhưng tụi nó cứ lóng ngà lóng ngóng không có dìu được, nên con mới ẩm chị nhà về phòng và bày cho hai đứa đó sức dầu và xoa bóp cho chị. Khoan đã, sau đó cậu ở đâu? Dạ, sau đó để tránh tiếng nên con đã đi ra ngoài. Dạ đúng rồi, con định lên nhà từ đường để thu dọn lại sách vở. Vì chị cả nó bị như vậy thì cũng không có học tiếp được. Lên đến nơi con khát nước quá mới uống một ly nước và đến đây con không có biết cái gì nữa. Là sao? Cậu uống nước xong thì bất tỉnh nhân sự à? Dạ đúng. Là khi con uống nước xong thì không có biết gì nữa. Khi tỉnh dậy thì sự việc đã xảy ra như ông đã thấy đó. Con thề con không có làm gì chị cả hết. Là có kẻ đã rắp tâm hại con, làm ô danh chị cả. Xin ông nội hãy điều tra giúp con. Thứ nhất, để con đỡ bị mang tiếng oan. Thứ hai, để rửa sạch thanh danh cho chị cả. Con xin ông sáng suốt minh xét cho con. Cậu Tùng nói xong thì cả không gian bỗng im ắng như tờ. Một sự ngột ngạt khó chịu tỏa ra. Cụ Hợi đưa mắt nói với ông Chánh. Anh đã nghe hết rồi chứ? Tôi muốn nhờ anh đi kiểm tra tất cả các ngóc ngách trong cái phòng này, xem có gì khả nghi không. Một mảy may cũng không có được bỏ sót. Là anh đi, đi lẹ cho tôi. Quan Chánh Tổng ở bên ngoài quy danh một cõi, nhưng về nhà vẫn là con trai của cụ thôi. Nghe cha nói vậy, thì Quan Chánh nhà ta y lệnh kiểm tra toàn bộ căn phòng, tỉ mỉ đến nỗi những kẻ nhỏ nhất cũng được quan cẩn thận kiểm tra. Những giây phút chậm chạp trôi qua khiến ai nấy đều nín thở, nhưng sau một hồi vẫn chưa thấy gì khả nghi. Một lúc lâu, tưởng rằng biện pháp này không có đem lại kết quả, thì chợt Quan Chánh Tường cúi xuống gầm bàn, dưới đó có một mẩu giấy nhỏ được vo lại đang nằm lăn lóc. Ông liền thò tay vào lôi cái mảnh giấy đó ra. Tất cả đều dán mắt vào cái vật nhỏ xíu, nhẹ tinh đang nằm ở trên tay Quan Chánh Tổng. Chỉ có một người mặt biến sắc, tim đập thình thịch, nhưng ngay lập tức vẻ mặt đó trở lại vẻ điềm nhiên như cũ. Cử chỉ tưởng không ai để ý này thì lại vô tình bị cụ Hợi thu hết vào trong mắt. Ông Chánh Tường từ từ mở cái mẩu giấy đó ra, một lớp bột mịn rất mỏng vẫn còn dính lại một chút ít. Từ từ đưa lên cho cha, ông Chánh nói. Dạ thưa cha, không có gì khả nghi, nhưng con lại tìm thấy cái này. Cụ Hợi đón lấy cái mẩu giấy đưa lên xem. Bàn tay khéo léo của cụ xếp gọn cái mẩu giấy đó lại rồi đút vào trong túi áo. Cái này chưa đủ để chứng minh anh ả này vô tội. Xong, tôi cũng cần phải điều tra thêm nữa thì mới định tội được. Tạm thời hai người sẽ bị nhốt riêng mỗi người một phòng, cấm có được ra ngoài, cắt cử hai thằng hầu canh gác, theo dõi nhất cử nhất động cho ta. Bây giờ thì giải tán.
Trời đất ơi, làm cái gì mà có cái chuyện đơn giản như vậy được chứ? Chuyện tày đình ô danh cả gia tộc mà làm sao chị giải quyết hời hợt như cụ được? Bà Chánh không có cam tâm, còn danh dự của con trai bà thì sao? Không lẽ lại để cho hai kẻ mèo mã gà đồng này thoát tội? Dạ thưa cha, con thấy như vậy là chưa có thỏa đáng. Cha cũng đã tự mình nhìn thấy chúng hủ quá với nhau rồi. Làm sao lại chỉ cho tạm giam ở trong phòng mà không có định tội ngay được? Sự việc 2 năm rõ 10 rồi. Như vậy không có thể cho qua được đâu cha. Như vậy thì còn ra thể thống gì? Cha luôn được coi là bao công của dòng họ. Xin cha đòi lại công bằng cho cậu cả. Con đội ơn cha. Cụ Hợi nhàn nhạt. Chị nói vậy là bản thân có cao kiến gì phải không? Bà Chánh thấy cha chồng hỏi vậy thì vui như mở cờ trong bụng, liền nói. Dạ, con nghĩ chắc chắn cái tờ giấy kia đựng mê hương rồi. Biết đâu có kẻ muốn mồi chài cậu Tùng thì sao? Cha không thấy người ta nói là mía ngọt đánh cả cụm hả? Nhà nó nghèo rất mùng tơi. Chị nói vậy là ý gì? Một khi tôi chưa có kết luận thì đừng có suy diễn lung tung nghe chưa? Bớt nói đi. Mọi việc đã có tôi xử lý. Chuyện này không phải một sớm một chiều mà kết luận ngay được đâu. Huống chi, chính tôi cũng nghi ngờ trong đó có gì khuất tất đây. Vì vậy, để tránh xử oan cho người vô tội và bắt bằng được thủ phạm thì cần phải có thời gian. Bây giờ, ai về phòng nấy đi. Nói xong, cụ đẩy cửa đi ra, quát gọi thằng Hầu và con ở. Thằng hám đâu? Con Thò, lên đây cụ dạy. Hai đứa nghe tiếng cụ truyền thì răm rắp chạy lên. Thằng Hám đưa cậu Tùng về giam ở phòng số 3 khóa lại, còn con Tho đưa Mở Cả vào phòng số 4. Hai người này tuyệt đối không có được thả ra. Tới bữa thì đem cơm vô, nếu họ muốn đi vệ sinh thì dẫn đi, xong lại đưa về phòng như cũ. Nghe rõ, cứ vậy mà làm. Cô Thanh mới 14 tuổi nhưng lại là người hiểu chuyện. Thấy chị dâu bị giam lỏng thì thương lắm. Đợi lúc không có người, cô mới mon men đến trước cửa phòng gọi nhỏ. Chị dâu, chị đừng có buồn ngang. Em tin chị bị oan, em sẽ nói ông nội tìm ra kẻ chủ mưu để giải oan cho chị. Tiếng Mở Cả bên trong vọng ra. Em Thanh đó hả? Chị sợ cậu cả không tin tôi. Chị buồn lắm, chị có đắc tội với ai đâu mà người ta nỡ hãm hại chị chứ. Vừa lúc đó có tiếng bước chân đi ngang, cô Thanh vội nói nhỏ mấy câu với chị dâu rồi đi lẹ sang chỗ khác. Trong phòng riêng, cụ Hợi đang đăm chiêu suy nghĩ. Cụ biết chắc chắn trong cái việc này đã có kẻ khác nhúng tay vô. Vẫn biết là bà Chánh không có ưa con nhài và không muốn con trai của mình lấy một đứa ở. Nhưng để làm ra cái việc động trời này thì bà có dám không? Nếu có thì phải có kẻ tòng phạm vì bà Chánh không có thể một mình mà làm được cái việc này. Vậy để tìm ra những kẻ đó thì cụ lại phải lao tâm tổn trí rồi đây. Chỉ thương cho bé nhài mới 16 tuổi đầu vừa mới được lên chức Mở Cả thì sóng gió ba đào đã dập dùi tơi tả. Còn cái thằng Tùng nữa chứ. Dù gì nó cũng chỉ là trai tân. Nếu cái vụ này cụ làm không có ra thì Tùng cũng bị mang tiếng là tằng tiệu với chị dâu. Tiếng xấu này muôn đời không có rửa sạch được. Đã vậy, điều mà cụ lo nhất chính là mấy ngày nữa cậu cả Xuân về, không biết nghe tin vợ như vậy nó sẽ ra sao. Tin vợ hay tin vào cái sự việc xảy ra, lương tâm mách bảo cho cụ biết việc này đã được kẻ xấu sắp đặt rất tinh tế và không có mảy may sơ hở. Chỉ bằng cái mẫu giấy nhỏ xíu có dính thuốc kia đâu có nói lên điều gì. Kẻ chủ mưu vẫn nằm trong bóng tối, có lẽ giờ này nó đang rung đùi ăn mừng ở trong bụng cũng nên. Cụ không muốn một đám cưới vừa mới được tổ chức trình trang chưa có bao lâu, cô dâu lại mang tội lăng loàn, hủ quá rồi bị nhà chồng đuổi đi. Dù thế nào thì nhà cụ cũng mang tiếng. Hôn nhân hai đứa nó vì vậy mà tan đàn xẻ nghé, không phải sẽ như ý của kẻ kia sao? Chiều hôm đó, ông Lý cũng hay tin con trai bị mắc tội thì tức tốc sang nhà cụ Hợi. Vừa mới bước vào phòng cha, ông Lý Hạo đã sốt ruột hỏi han sự tình. Cụ Hợi liền nói nhỏ vào tai ông Lý. Anh hãy xuống ngay dưới thủ đô gọi thằng Xuân về đây cho tôi. Chỉ có nó mới giải quyết được chuyện này. Nhà này tôi cũng chỉ tin một mình nó thôi. Dạ, còn con trai của con thì sao cha? Con không có tin thằng Tùng nó dám làm cái chuyện đồi bại với chị dâu của mình đâu.
cha phải tìm cho ra thủ phạm để rửa oan cho hai đứa nó. Thiệt là tức chết mà. Nhà này sao lại có cái loại rắn độc như vậy không biết. Nhỏ nhỏ cái miệng thôi. Chuyện tôi và anh nói hôm nay phải tuyệt đối bí mật. Không có tin ai được đâu. Thôi, anh dìa đi. Việc thằng Tùng chắc chắn là có khuất tức rồi. Người làm ông này như tôi thì có bị hãm hại như vậy cũng đau lắm chứ. Nhất định phải lôi bằng được kẻ đó ra ánh sáng. Chỉ là lâu hay mau thôi. Ngày hôm sau, cậu Xuân đã về. Thấy con trai, bà Chánh liền lôi tuột vào trong phòng. Con à! Mày về mà coi con vợ của mày nó làm ra cái chuyện động trời gì đâu. Ai đời dám đưa cả trai về nhà ngủ. Mà thằng đó nào có lạ lẫm gì cho cam. Nó chính là thằng Tùng em họ của con đó. Hai đứa nó đã hữu quá với nhau từ bao giờ rồi mà mình không có biết. Chỉ có con là mù thôi đó. Cả nhà mình bị tụi nó chơi một vố đau quá. Cậu Xuân nghiêm sắc mặt. Chuyện đâu còn có đó. Mẹ đừng có làm rùm beng như vậy. Con không có tin nhài là người như vậy đâu. Cả Tùng nữa. Chú ấy không có phải hạng người ăn tạp và không có hiểu đạo lý. Trời ơi! Vậy thì mày định đổi nó lên đầu hả? Hay là để nó cắm cho thêm vài cái sừng ở trên đầu nữa? Nói trước à nghe, lần này nhất định mẹ phải tống cổ cái con đó ra khỏi nhà thôi. Không có cái loại dâu con đĩ thỏa như vậy. Chồng vừa mới đi khỏi nhà, đã rước trai về. Con về bây giờ cũng tốt đó. Chi bằng trả nó về mẹ nó đi, cho nó rảnh nợ. Rồi mẹ cưới con khác cho, gái đẹp thiếu gì. Rồi bà Chánh cứ vậy một mạch kể ra chi tiết việc mở nhà với cậu Tùng ra làm sao. Đang nói thì con Hường từ đâu đi vô. Bà Chánh liền chặn con Hường nói. Hường, chính mày cũng được chứng kiến cái vụ đó phải không? Mày hãy kể lại cho cậu cả nghe đi. Con Hường liền dạ một tiếng rồi lanh chanh nói. Cậu ơi, chính mắt con nhìn thấy mở nhà ngủ với cậu Tùng. Khi mọi người phá cửa xông vào, cả hai vẫn còn ôm cứng lấy nhau đó cậu. Ghê lắm, lúc đó con còn không có dám nhìn luôn đó. Công nhận, mợ nhài to gan lớn mật thiệt. Con còn nghe đồn hai người đó có tình ý với nhau lâu rồi. Họ còn hẹn hò nhau ở những chỗ khác nữa. Chỉ có mình cậu là không biết thôi, khổ cho cậu quá à. Mày cũng được việc quá đó hả? Được rồi, cậu tin mày. Bây giờ cậu nhờ mày đi thu thập chứng cứ giúp cậu đi. Chỉ cần nghe được cái gì về hai người này, về báo lại cho cậu, cậu sẽ thưởng. Con Hường hí ha hí hửng như được chủ khen. Nó bắt đầu khua môi múa mỏ kể xấu nhài. Nào là trong giờ học toàn là dê dãn cậu Tùng, rồi chắc chắn nhài đã lập mưu đổ thuốc kích thích vào cho cậu uống để rủ cậu nằm với mình. Cậu Xuân chỉ lặng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại nhếch miệng cười khích lệ, làm cho con Hường nó càng thêm phấn khích. Nó nghĩ cái kiểu gì, kỳ này cậu Xuân cũng tống cổ con nhài ra khỏi nhà, và biết đâu nó sẽ được thay chân vào cái chỗ đó. Con nhài cũng có hơn gì nó đâu, vậy mà còn được cậu cả cưới làm vợ thì không có lý gì nó không có mơ tưởng. Chỉ cần được trở thành vợ của cậu thì kêu nó làm cái gì nó cũng làm. Giống dĩ cậu Xuân đã được nghe ông Lý kể hết sự tình, lại đọc được thư của ông nội gửi thì phần nào hiểu được vợ mình bị du oan. Nhưng cậu biết kẻ kia vô cùng gian xảo khi không có để lại một dấu vết gì. Muốn điều tra được chân tướng sự thật thì cậu phải tương kế tựu kế thôi. Nếu không có mạo hiểm vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp. Vô trong phòng vấn an ông nội xong, cậu Xuân không có đến phòng giam của mợ cả và cậu Tùng như mọi người vẫn tưởng mà đi thẳng về phòng. Điều này khiến cho một người chân hững. Cứ nghĩ kiểu gì cậu cũng sẽ nổi trận lôi đình mà giáng xuống đầu hai kẻ mèo chuột kia một trận sấm động. Nhưng tất cả đã lầm. Đêm hôm đó, đợi cho cả phủ ngủ say, một bóng người nhỏ thó mới lách người vào phòng cậu cả. Chỉ thấy cậu thì thầm nhỏ to vào tai người này một lát, rồi phất tay ra hiệu cho bóng đen rời đi. Sự việc nhanh đến nỗi không một ai hay biết. Trong không gian vắng lặng như tờ đó, tuy nhiên, ở một gian phòng kín, nếu khéo léo quan sát, vẫn có thấy từ bên trong có tiếng thì thầm phát ra là của hai người đàn bà. Mày có thấy cậu cả động tĩnh gì không? Tại sao mày kêu đã phi tang mọi chứng cớ mà vẫn để cho ông Chánh phát hiện ra cái tờ giấy gói thuốc là sao? Có muốn bà chặt mẹ nó cái tay của mày, cắt lưỡi mày không? Hả? Đồ ăn hại! Dạ, con làm đúng như lời bà dặn mà.
bà yên tâm đi. Chỉ có mỗi cái mẫu giấy đó thì cho dù bao công sống lại cũng phải thua thôi bà ơi. Cất liệu cái hồn mày đó. Mày đừng có giỡn mặt với cậu cả. Nhớ lời tao dặn chưa? Dù cho việc gì xảy ra cũng không có được hé răng nửa lời đó. Mày mà sai lời thì chết với bà đó. Nhớ nghe không? Tính mạng cha mẹ và mấy đứa em ở quê của mày đều nằm trong tay của bà hết. Bây giờ phải hết sức cẩn thận mới được. Nếu vụ này êm xuôi thì bà sẽ thưởng lớn. Nếu mà như đổ bể thì mày biết phải làm gì rồi đó. Dạ con biết rồi. Con đã leo lên lưng cọp thì cũng đâu có xuống được đâu. Chỉ mong bà hãy giữ đúng lời hứa, gửi tiền về quê cho con. Con thề không có hé răng với ai nữa lời, dù thành hay bại, bà đừng có lo. Được rồi, tuần sau ta sẽ cho người mang tiền xuống cho cha mẹ mày. Bây giờ thì đi đi, nhớ phải để ý cho kỹ, coi có ai bám theo không đó. Bà yên tâm, lúc vào đây cả phủ cũng ngủ hết rồi, phòng cậu cũng đã tắt đèn tối thui mà. Rồi, cút đi cho tao ngủ. Cả hai không hề hay biết, trong lúc hai người tỉ tê, thì có một bóng đen ở bên ngoài đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của họ. Tuy họ nói nhỏ, nhưng đêm khuya thanh vắng, nếu áp sát vào vách thì vẫn nghe được. Ngay khi con kia chuẩn bị rời đi, thì người này đã nhanh chân lủi đi trước. Con bé mới nói chuyện với bà xong, thì nó tinh khôn lắm. Lúc đi ra, mắt nó còn đảo láo liên xem có ai bám theo không, rồi mới rón rén về phòng. Ngày hôm sau, khi ông Chánh ra đình, gia đình cũng được lệnh của cậu cả ra ngoài xưởng dệt và kho gạo dọn dẹp. Trong phủ chỉ còn lại cụ Hợi, cậu cả và hai thằng lính canh cửa hai gian phòng giam. Bà Chánh cũng đã lên chùa vì hôm nay là mùng 1. Bấy giờ cậu cả mới nói thằng Hám. Mày tới phòng của hầu gái lục soát hết cho cậu. Đồ đạc của ai cũng không có được bỏ sót. Thấy cái thứ gì khả nghi thì đem về đây. Thằng Hám y lệnh cậu chủ bắt đầu tiến đến phòng hầu gái lục soát. Sau một hồi không có thu được cái thứ gì khả nghi thì nó bắt đầu nản. Nhưng theo cậu cả nhiều năm, nó cũng được cậu bồi dưỡng cho nhiều nên đầu óc bắt đầu khôn ra và linh hoạt phán đoán. Ánh mắt của nó chạm phải một cái áo cánh nâu được treo trên mắt áo. Có mỗi cái áo này là nó chưa có sờ tới. Tay của nó nhanh thoăn thoắt lần mò khắp cái áo rồi lại thất vọng lắc đầu. Xong nó vẫn không có bỏ cuộc. Cuối cùng nó sờ đến cái ổ rơm là nơi mấy cái đứa hầu lót vào nằm cho ấm thì cầm được một cái bọc ni lông tít ở phía trong. Nó không có lần mò kỹ thì cũng chịu thôi. Bao ni lông còn có một cái túi vải nhỏ bằng bàn tay được thêu một bông hoa hồng đỏ nổi bật. Thì nó nhanh tay đút ngay vào trong người và ngụy trang lại như cũ rồi đi thẳng lên phòng của cậu. Cậu ra hiệu cho nó đóng cửa lại rồi mới từ từ mở cái bao ni lông đựng cái túi vải ra. Cái thứ bên trong mà hai người nhìn thấy mới thực sự kinh ngạc. Ngoài một sâu tiền thì còn có hai gói giấy nhỏ, gói màu vàng đựng một thứ bột màu nâu. Loại giấy này chính là cùng một loại với cái mẫu giấy mà quan chánh tổng tìm được. Còn cái gói giấy màu xanh thì đựng một cái loại bột màu xám không có mùi. Cậu nhếch miệng cười nói với thằng Hám. To gan thiệt, để cậu xem cái đứa nào đã dám cả gan vuốt trâu hùm đây. Nói xong, cậu phất tay cho thằng Hám ra ngoài, còn mình cầm cái túi vải đi một mạch đến cuối làng. Đây là ngôi nhà của thầy Lang Quấn, một thầy lang có tiếng trong vùng, nổi tiếng là mát tay và chữa bệnh giỏi. Vừa mới thấy bóng của cậu cả Xuân, thầy Lang Quấn mỉm cười. Chào cậu cả, không hay có việc gì mà cậu lại đích thân đến đây vậy, mời cậu vào nhà uống nước. Cậu gật đầu đáp lễ, rồi theo thầy vào trong nhà. Biết tính của thầy không có thích vòng vo, cậu Xuân liền kể hết sự tình, rồi chìa ngay hai cái gói bột ra cho thầy coi. Dạ, nhờ thầy coi dùm hai cái thứ bột này là loại bột gì, có nguy hiểm không ạ? Thầy Quấn cầm lấy hai gói bột nhỏ trong tay, rồi đưa lên quan sát. Đoạn lấy tay chấm một ít bột đưa lên miệng, rồi quay ra quả quyết. Cậu tìm cái thứ này ở đâu đây? Làm cái nghề bốc thuốc lâu năm, tôi quá rành về các loại thảo dược. Theo tôi đoán, thì đến 90% cái thứ này là mê hương, được lấy từ bột của cây dâm hương quắc. Chính là một loại chất kích thích ham muốn. Nếu người nào được cho uống cái loại này vào, thì trong người sẽ nảy sinh ý muốn quan hệ với người khác giới. Cây này nếu uống bình thường sẽ thấy có vị cay, ngọt, nhưng nếu được pha vào nước lá mát thì rất là khó phát hiện.
Đoạn, ông lại đưa tay chậm một chút bột ở cái gói thứ hai rồi cũng nhanh chóng kết luận. Đây chính là thuốc gây mê được nghiền nhỏ từ một loại hoa kèn, được phơi khô tán nhỏ, chỉ cần một lượng ít được bỏ vào nước hay cho nạn nhân hít phải cũng khiến cho người đó ngủ ly bì không biết cái gì. Kẻ nào dám dùng đến thủ thuật này thì đúng là mưu mưu quỷ quyệt. Cậu phải hết sức đề phòng mới đặng đó. Dạ thưa thầy, thời gian vừa qua có ai đến nhà thầy hỏi mua hai cái loại thuốc này không? Thầy Quấn lắc đầu. Loại thuốc này tôi tuyệt đối không bao giờ cắt cho người khác, cho dù họ có trả rất nhiều tiền vì nó thất đức lắm cậu à. Tôi cam đoan hai thứ này không phải ở chỗ tôi. Ngay buổi trưa hôm đó, khi cơm nước xong xuôi, cụ Hợi cho triệu tập hết tất cả mọi người, kể cả đám gia nhân, tập trung lên nhà Từ Đường. Cậu Tùng và mợ cả nhài cũng được đưa lên. Quét ánh mắt khắp mặt mọi người, cụ Hợi cầm cái ba ton gõ còng cọc ba tiếng rồi cất cái giọng uy nghiêm. Hôm nay, ta cho triệu tập mọi người ra đây để phán xử vụ gian phu dâm phụ này. Tất cả đều hướng ánh mắt về phía của cậu Tùng và mợ cả nhài. Không ngờ cụ xử nhanh quá. Có người còn chắc mẩm cái kiểu này hôm nay mợ nhài chết chắc luôn. Con Hường là đứa mừng ra mặt, nó nghĩ bụng. Mày tưởng hơn tao à, cái con khốn. Vừa mới lên voi chưa có nóng chỗ đã phải xuống chó rồi. Để coi, một lát nữa mày chui vào cái lỗ nào cho nó đỡ cái nhục cái mặt mày. Không gian đặc quánh, thời tiết đang lạnh mà nhiều người cảm thấy đổ mồ hôi hột. Từng giây chậm chạp trôi qua, cụ Hợi nhẫn nha nói. Sự thật đã rõ ràng ràng, chỉ là hôm nay ta hơi mệt, trong số này có ai muốn thay ta xử cái vụ này không? Im lặng, ông Chánh không nói gì, cậu cả cũng im ru. Lạ quá, bình thường cụ Hợi là người nắm quyền tối thượng trong cái nhà này. Ông Chánh ra vào có thể dương oai với cả thiên hạ, nhưng về phủ vẫn cứ bị cụ quát như thường. Lạng quạng còn bị cụ giúp cho mấy cái ba toàn nổ đom đóm chứ không có giỡn đâu. Vậy mà cái vụ động trời này, cụ lại quyết định buông roi à? Trước mặt là cậu Tùng và mợ nhài vẫn đang quỳ ở dưới đất chịu trận. Chợt bà Chánh lên tiếng. Dạ thưa cha, nếu cha không chê con là đàn bà, thì xin cha để con thay cha xử cái vụ này. Cụ Hợi mỉm cười. Mời chị. Bà Chánh khoái chí lắm. Phen này thì hai kẻ kia chết với bà. Cụ Chánh có cây ba toan thì bà đã có cái ngọn roi mây thần thánh của mình. Kiểu gì hai đứa kia cũng quán đích cho mà coi. Đưa mắt cho con Hường, bà rít giọng. Hường đâu? Về phòng lấy cho bà cái roi mây ra đây. Con Hường y lịnh chạy một mạch về phòng bà. Lát sau nó đi vào với cái cây roi mây lăm lăm ở trên tay. Kính cẩn nó đưa hai tay dâng cái cây roi mây cho bà Chánh rồi lui về chỗ cũ. Bà Chánh chỉ cái cây roi về phía hai kẻ tội đồ. Hai người đã biết tội của mình chưa? Cô nhài, tôi hỏi chị trước, nhà tôi đã đối xử với chị như thế nào, đến nỗi nào hả? Tại sao cô lợi dụng con của tôi đang đi làm việc quan mà lại cả gan dẫn trai về phòng hả? Cô có biết người mà cô gặp kè là ai không? Nói! Dạ thưa mẹ, con không có làm chuyện đó, có kẻ đã bày mưu hại con. Con không hề phản bội cậu Xuân. To gan! Phòng cô là phòng không có kẻ nào muốn vào thì vào được đâu. Tại sao không có hữu quá với nhau mà cậu Tùng lại nằm trên giường của cô? Cậu Tùng liền cắt ngang lời của bà Chánh. Dạ thưa bác, chính con cũng không biết vì sao mình lại bị đưa vào đó. Dứt khoát là có kẻ đã cố tình hại cho con. Lúc mà mọi người tập trung ở trong phòng rồi mà con chưa có tỉnh thuốc mà. À đúng rồi, nhất định cái bình nước kia có thuốc mê, là con bị đánh thuốc mê cho nên mới không có biết cái gì. Xin ông nội hãy làm chủ cho con. Cầm miệng lại cho tôi. Cậu điếc hay sao mà không nghe thấy ông nội đã trao quyền cho tôi xử cái vụ này? Cậu tưởng tất cả mọi người ở đây đều là trẻ con, đi tin lời cậu hay sao? Cậu đâu có phải là đứa trẻ đang ẩm ngửa ở đâu mà để người ta ẩm đặt lên giường người khác cũng không biết. Thiệt là nực cười à. Rồi bà ta quay sang cha chồng với ánh mắt hỉ hả nói tiếp. Gia quy nhà này không có cho phép con dâu lăng loàn mất nết. Cậu cũng là con cháu ở trong nhà, cũng thừa hiểu khuôn phép của cái nhà này. Tại sao biết mà vẫn vi phạm? Nếu như cậu thích, thì gái nhà lành đầy ra đó.
sao cứ phải đè ngửa vợ của anh họ mình ra mà hãm hiếp như vậy? Hay đây chính là âm mưu của các người? Chính vì vậy nên cậu mới bày ra cái việc dạy học cho mợ cả để tiện bề hú hí với nhau và qua mặt cả nhà. Dạ con không có, không có như vậy đâu. Bác đừng có dính vào cái sự việc đó mà đổ cho con cái tội hủy hoại thanh danh chị dâu. Nếu con mà có tình ý với chị thì thiếu gì chỗ để hẹn hò, không ai dạy gì mà chui đầu vào rọ để bị bắt cỡ. Bác cứ nghĩ coi, giữa thanh thiên bạch nhật có thằng nào dám ngang nhiên chui vào phòng chị dâu để ngủ trước mặt bao nhiêu gia đình ở trong nhà không? Tất cả là im lặng trước lập luận của cậu Tùng. Lúc này mợ cả nhà lại chắp tay nói với ông nội. Thưa ông nội, thưa cha mẹ, con thề có trời đất và có quỷ thần hai vai chứng giám, con và cậu Tùng không hề có tình cảm với nhau, cũng chưa hề xảy ra cái việc gì khuất tất cả. Xin ông nội hãy cho người điều tra thật kỹ để minh oan cho con. Con là đứa ít học nhưng cũng hiểu thế nào là đạo lý, thế nào là nhân phẩm của một người con dâu hào gia. Con dám ngẩng cao đầu quả quyết rằng con chưa hề thất tiết với cậu Tùng. Mợ Nhài đúng là một cô gái thông minh. Nếu ai tin ý sẽ thấy lúc mợ vừa nói ra cái câu đó, nét mặt của cậu cả đã giãn ra đôi phần. Xong ngay lập tức cậu lại trở về cái vẻ lạnh lùng vốn có. Ông Chánh nãy giờ vẫn im lặng không có nói cái gì. Bà Chánh thấy vậy lại nghĩ mình xử đúng nên vinh cái mặt lên và chỉ thẳng ngọn roi mây về phía mợ cả. Cô thật là to gan lớn mật, đã trai trên gái dưới sờ sờ ra đó. Giả như chỉ có một người thì cô còn có thể che mắt được. Đằng này, trước mặt tôi và ông nội cùng một đám gia nhân mà cô vẫn còn cả vú lấp miệng em, thì cô đúng là nuốt gan hùm rồi. Cô nghĩ tất cả mọi người hôm qua mù hết hay sao? Hay cô định một tay che trời, nằm xuống đó cho tôi? Và ngay lúc cái roi mây của bà chuẩn bị giục xuống người mợ cả, thì một âm thanh như sấm sét rền vang. Cô thật là to gan, dám đánh cháu dâu của tôi à? Á khẩu, bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về phía vừa phát ra tiếng nói là cụ Hợi. Đích thị là cụ chứ không ai. Tại sao sự việc đang suôn sẻ cụ lại phán ra một câu xanh rờn như vậy? Không lẽ? Nhưng bà cả là người ngạc nhiên hết thảy. Nói đúng ra là bà giật mình khi tiếng quát đó vang lên. Tim của bà đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Tiếng của cụ Hợi lại như thanh la giữa trời. Cô tưởng mình là xử như vậy đúng sao? Ai trong số này nghĩ hai đứa nó là kẻ tội đồ thì bước ra đây. Không một ai dám ho he. Bây giờ cụ Hợi mới đứng lên chỉ thẳng cái ba ton vào mặt của bà Chánh nói rành rọt. Tưởng cô thế nào? Cuối cùng có mỗi việc con cũng không có xử được. Cô ngồi xuống một bên đi, để đó cho tôi. Mọi người có mặt ra trong gian từ đường đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ai cũng tự hỏi, không lẽ cụ Hợi đã tìm ra chân tướng gì chăng? Như vậy thì khả năng mợ cả và cậu Tùng bị hãm hại là cao lắm. Chỉ biết rằng trong đám người kia có kẻ đang run cầm cập, chân tay lẫy bẫy đứng không vững. Cụ Hợi đã ra tay thì ắt gạo xây ra cám rồi. Mọi người cứ tưởng thấy trai trên gái dưới là nghĩ họ có cái gì với nhau sao? Nếu vậy thì loạn hết rồi. Sở dĩ ta cho bà Chánh xử vì nghĩ biết đâu bà ấy sẽ tìm ra được kẻ chủ mưu. Nhưng nếu xử như bà ta thì ai không có xử được chứ? Vì kẻ chủ mưu thực sự vẫn chưa có xuất đầu lộ diện. Bây giờ ta mới chui vào hang lôi cổ nó ra đây. Cả chủ lẫn tớ tất thảy đều hồi hộp chờ xem cái màn xử phạt của cụ Hợi như thế nào và kẻ tội đồ chính xác là ai. Vậy ra cậu Tùng và mợ Nhài nhất định là bị kẻ xấu hãm hại rồi. Kẻ nào mà lớn mật dám ra tay với cậu cả Tùng và mợ Nhài thì đúng là kẻ đó gan bằng trời. Thằng hám đâu? Đem vật chứng ra đây cho cụ. Thằng hám y lịnh lấy ra một cái túi ni lông. Lúc đó trình cái túi ra cho cụ Hợi thì bên dưới hàng loạt tiếng ồ à nổi lên. Đến khi cái túi ni lông được mở ra thì ai nấy đều ngạc nhiên bụm miệng lại để không thốt ra thành tiếng. Đám hầu gái đưa mắt nhìn nhau và từ trong ánh mắt họ như muốn nói cái túi đó ai cũng biết là của đứa nào rồi. Cụ Hợi lúc này mới quát mắt. Ta đã cho lục soát và tìm thấy cái vật này trong phòng ngủ của đám hầu gái. Các người có biết trong đó đựng cái thứ gì không?
nhìn kỹ xem hai cái gói thuốc này là cái gì. Nó chính là thuốc kích thích và thuốc gây mê. Chính hai cái thứ này đã khiến mợ cả và cậu Tùng bị nghi quan. Các người có thấy cái gói giấy này quen hay không? Quá quen đó hả? Vì nó chính là một loại với cái gói giấy mà ông Chánh đã tìm được ở đây hôm qua. Nói đến đây thì cụ ngừng lời và quét ánh mắt khắp mặt cái đám người làm và dừng lại ở một người. Xong cụ ngay lập tức thu ánh mắt lại. Tụi bay có biết cái túi này có ai không? Tuyệt đối không có được nói dối. Đứa nào nói dối, ta sẽ cắt lưỡi, biết chưa? Con Thò và con Mài, nó cùng đồng thanh lên tiếng. Thưa cụ, cái túi này là của con Hường mà. Nó đã từng cho tụi con coi, bông hoa trên túi là tự tay nó thiêu. Đúng không Hường, là túi của mày đó. Con Hường lúc này mặt đã tái dại đi, nó lắp bắp. Thưa cụ, không phải, không phải của con. Xin cụ. Hỗn hào, nói, cái túi này có phải của mày không? Dạ, nó là của con, nhưng con đã bị mất từ lâu rồi. Nói láo, ai nói mày làm mất? Không phải nó vẫn nằm ở dưới ổ rơm chỗ mày nằm đó hả? Đêm qua đã có người tìm thấy cái này ở trong ổ nằm của mày đó. Mày còn chối được nữa không? Con Hường nó vẫn chối quanh. Dạ thưa cụ, là có đứa nó muốn vu oan giá họa cho con. Nó muốn gấp lửa bỏ tay người. Xin cụ phạt đứa đó đi. Cầm cái miệng thúi của mày lại đi. Tới nước này mà mày vẫn còn chối quanh chối quẩn à. Mày mà nói thêm một câu nữa, cụ sẽ cho người nhổ hết răng của mày đi bây giờ đó. Nói, tại sao mày lại làm hại mợ cả? Ai sai mày làm cái việc này? Không có được quanh co. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Cô Dâu 16, tác giả Việt Nga. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị và mong gặp lại quý vị trong tập 3. Xin chào tạm biệt.